Em xin chào mến cho tất cả anh em nhá. Hôm nay tiếp tục mình làm một cái video, đó là cho con máy ô tô đi ra và chuyển con máy xúc Comat 50-2E màu xanh mới đấy của anh Sơn sẽ chuyển xuống đây để cất ở đây các bác nhá. Thì mình chuyển cái này xuống xong thì chiều nay mình sẽ đi lái cái ô tô này các bác nhá. Đi lái cái ô tô này đi chở đất. Em Hạnh em mới đi đào hố bể phốt cũng như là dọn mặt bằng của cái nhà kia, thì chiều nay tranh thủ thì mình sẽ sang để mình lái cái ô tô này để anh Sơn anh đi xem việc đó. Đây bây giờ ra xong là hạ máy xuống thì mình sẽ cho cái máy này xuống. Ok. Đấy. Máy này bùm mỡ mía vẫn còn để ở dưới chân này. Máy. Buổi sáng nay thì em Hạnh em mới làm cái máy này các bác nhé. Để tạm vào đây đi. Cái này thì nó hơi bẩn một tí cho nên là mình không thể để nó ở trên chân này được. Đó. Đằng sau này là mình có thể là hạ xuống, nó gọi là mà không hạ thấp độ cao mà không cần phải lo về nó rơi xuống đất. Cái này mình sẽ đổ sát vào bên sườn này nhá. Đổ sát vào đây, thằng đi qua đây. À tiện thì mình sẽ san luôn cho đống đất này nhá. San luôn cho đống đất này. Nếu sau này có đất về thì sẽ đổ tiếp. Đất thì toàn cát. À cái này là hôm lấy ở Vincom về đây các bác. Hôm lấy ở trong tòa nhà Vincom về đấy. Có cả cát rồi. Ok bây giờ mình sẽ để đây thôi, cái này để tạm này thôi, không cần phải ấy nữa, thì lúc nào mình về mình sẽ ấy sau. Chìa khóa vẫn để đây nhá. Hả? Rồi mình sẽ để đây. Cái chỗ rồi đi về cỏ nhá. Anh xem về trước. Chỗ đấy đi vào chỗ nào, ao đi qua cầu à? Chưa đến cầu đâu. Chưa đến cầu. Đi, đi qua hàng tạp hóa một đoạn thôi. Đi xe vào Gia Liễu đúng không? Ừ. Để đây trái đi qua hàng tạp hóa một đoạn thôi. Ngay mặt đường bê tông. Mặt đường bê tông. Ok anh em nhá. Đấy, bây giờ mình đã cùng với lại em cò đi đến cái chỗ đầu làm rồi. Đấy, bây giờ là chiều nay thì mình sẽ làm ở phía bên trong này. Đó. Chiều nay thì mình sẽ lái ô tô này nhá. Lái ô tô. Bây giờ thì mình sẽ đi theo cái máy vào để xem cái lượng, cái công việc ở trong nó như nào. Đó, có chiều nay thì mình sẽ đổ đất ra đây anh em nhá. Chiều nay đổ đất ra đây. Đây. Theo đây ra cái bãi kìa. Đấy, đổ xuống cái bãi dưới kia cho nó xuống cái hủm ở dưới đó. Đấy, đi ra cái đầu ngoài cho anh em xem mà đổ xuống nó xuống sâu nữa, hoặc là nó vào chỗ nào nhá. À, ở đây là nó có một cái chuồng lợn cũ này. À, thế thì mình đổ ra cái mép này đi. Đây. Người ta đang lấp cái chuồng lợn cũ đi này. Đấy, mình cứ ra đến mép này mình đổ xuống thôi. Đấy, cứ ra mép này đổ xuống thôi. Cái này thì lượng đất của nó rất là nhiều. Cái độ sâu của nó rất là nhiều cho nên mình sẽ đổ nó xuống nước sâu anh em nhé. Bây giờ em cò em mới đi vào trong phía bên trong rồi này. Mình sẽ đội camera đầu xong sau đó là lùi xe đi theo nhá anh em nhé. Không thì đi lên ngõ trước đi. Ngõ trước để... Để xem đường xá như thế nào.
Lúc nãy vào thì em hai em ấy đã ủ cái đường này đi rồi. Thì nữa mình cứ lên thôi. Cái này thì không biết có lên được không hay là trơn nó ướt. Thì bên trong này thấy bảo có một cái bể phốt mà. Không biết ai đang làm đây. Ok nhá. Đang hạ cái mặt bằng ở đây. Bây giờ mình sẽ lên để vào chở đất ạ. Cái đoạn này có vẻ là hơi khó lên này. Đấy, đi ra đây thì cua này, cua vào cái mép này. Chỗ này đường xá nó cũng khá là khoai đấy. Cho cái này quay ra ngoài thì cái kính của nó sẽ hơi mờ một chút anh em nhá. Cái gương kia là mang nào vào cái bửa da của mình rồi, cho nên nhìn nó sẽ không rõ. Mình sẽ phải hơi cụp vào gương trước khi lên xe là mình cứ phải gương mũ là cứ phải là ngon lành anh em nhá, không có là không nhìn thấy được đâu. Nhìn thấy đằng sau cũng nhìn thấy đằng trước chứ toài. Gặp cái chỗ này nó là khó lên nữa. Anh em nhìn cái gương kìa. Chỉnh lại để lấy lái lại. Về nhá. Bên ngoài này mình gần như không nhìn thấy gì đấy, tối đen rồi. Vào đây thì mình sẽ cua ra cái vế đằng bên này. Đường khá là hẹp anh em. Đây, vào chỗ này để ngó. Chắc hạ thấp cái này xong đào một cái hố bể phốt ở đây. Chỗ này nhà này còn gà nữa kia. Ui à, ta lên gì. Cái này vào bên đây được à chú? Bể phốt thì đào đâu? Có bể phốt đây luôn này cọ. Vâng. Cái này nó thẳng đến đây đâu. Hết biên giới nhà. Đây chắc các chú ý, lúc trước đây là cái nhà tắm này. Hả? Cái gì? À ừ. Muốn nước à? Được rồi gì? À đây có. Đây có rồi, đây có rồi. Anh em chờ mình giây lát nhá. Ok anh em nhá. Đấy, xe đất em Hạnh xúc là nó đã có ngọn lên đây rồi. Bây giờ mình sẽ ra để đi để cho các chú ý rác luôn cái móng của cái bể phốt. Xong sau đó là về là lại có cái đất để đào đó. Do là ra cái chỗ này này. Hiện tại thì bây giờ cái đường đi lại nó cũng khá là khó khăn. Cho nên là mình sẽ khắc phục vào. Thắng phụ và để đi ra cái chỗ xuống lên xuống thì nó sẽ được chậm. Nó chậm một chút thôi nhưng mà ra đó mình phanh được. Cái xe này nó là phanh dầu anh em nhá. Phanh dầu cho nên là vừa lấy vào cái tấm đấy. Phanh dầu cho nên là nó rất là khó để mà mình phanh nó đứng im được một chỗ. Đấy, bây giờ mình sẽ mở lái sang bên này một chút. Mở lái sang đây một chút anh em nhá. Đấy, ngó là có người đâu. Bắt đầu xuống đây, bắt đầu mới cua. Như vậy thì nó sẽ đỡ bị vào cái kia kìa. Anh em thấy có một cái đấy. Không nhanh là nó một tập quệt bánh bên kia. Bây giờ ra mình lùi vào nhá. Giả lại luôn. Về đây thì có thể là mình lùi trực tiếp vào được nhưng mà quá nhảy quá đường. Quên ông giả lái anh em ạ.
Bởi vì là cái đường này nó chỉ bằng cái bánh xe cho nên là phải đi thật là quen thì mới nhớ ra được. Đây rồi chú, này chú ấy xì nhàn là cạnh cái giếng này. Để đổ ra mấy cái giếng nhá. Đấy, cái gương của mình nó đang xuống hơi thấp. Ok. Lên số phụ này, xong rồi lên vào số ben nữa này. Đây nó là cái số ben nhá. Xong rồi mình sẽ lên nó. Lên ben như này đó. Cái bên trên này thì nó không có dây điện gì đâu, nó cũng có chung là đi thoải mái. Ok, tiếp tục đi lên tiếp bây giờ nhá. Vừa rồi thì mình vừa mới ra số phụ rồi, đi lại nó sẽ rất là thoải mái đâu. Bây giờ lại tiếp tục lấy lái vào lùi lên thôi. Cái chỗ này kính nó hơi mờ lắm nữa thì mình sẽ lau nó đi. Đó, nó có người rồi. Vào cái đường làng này thì cái người ta đi xe máy, người ta cũng rất là nhiều. Có thể ở đây, vừa mới không thấy đấy. Kia có bên thì có một ba người đi đang đi xe máy à. Đó, mình phải nhấc cái gương lên một tí anh em nhé. Gương nó ăn xuống thấp quá, ăn xuống thấp quá mình chỉ thấy ở đoạn dưới này nhiều nhưng mà không thấy đoạn trên, cho nên là như vậy thì nó cũng sẽ nguy hiểm ạ. Mình phải thấy tầm nhìn của mình nó phải bao quát được cả dưới bánh mà cả ở trên cơ. Đấy, như này là hợp lý. Cho cái xe máy nào đi qua này. Nói chung là cứ ngó cho nó chắc anh em ạ. Đó. Đây, bây giờ sẽ ăn theo hai cái vết này là sẽ đi thẳng nhá. Chung là phải căn cả hai bên nữa. Cái đầu của mình nó hơi ngoặn ngoẹo một tí thì rất mong anh em thông cảm nhá. Đây em Hạnh em mới nhảy hẳn một cái lỗ. Đâm vào cái gì rồi sao? Bên này không thấy có cái gì đâu mà. Đây. Đây cái này mình cho. Cái gương này nó còn bị ngoặt xuống rồi này. À, em Hạnh em mới vét ở trong kia. Có thể tí nữa là không ấy thì mình sẽ đi ngoài như thế này em ấy sẽ đưa lên được. Đưa lên được luôn anh em nhá. Rồi lúc nãy không biết là mình đâm một cái cục đất hay cái gì. À đây, đâm một cục bê tông. Bảo là đâm một cái gì không nhìn thấy ở đâu. Nó ở trong bánh cho nên mình không thể nhìn thấy đâu. Đó, đây có một ít cái gạch chắc các chú ấy đập cái nền nhà ở đây ra này. Cứ cho về rồi. Anh em chờ mình giấy lát nhá. Để cho em cò em mới cào xong. Mình đi vào đây mình cùng mình quen. Này nó hơi mắc bờ lô. Cào ra đây xong là sẽ hót lên xe để sau. Đục lên làm gì chú? Đục ống qua đây à? Nước.
Cái này làm sáng nay à hay là làm bao giờ chứ? Cái nhà tắm như nào đây thì đã bóc đi cái lớp gạch men để ốp đi các bác. Đó. Có thì cái này nó sẽ xúc rất là lâu, anh em chờ mình lát nữa nhá để mình ngồi nghỉ tí đã, tí nữa khi xúc xong rồi mình lại tiếp tục đi tiếp. Em Hạnh đã bắt đầu khởi động rồi các bác nhá, thì bây giờ mình sẽ làm tiếp video là để chở đất đi các bác nhá. Thì mình sẽ chở nốt cái chuyến này, trong sau đó mình sẽ về để mình chia sẻ mọi người về cái móng này. Thì cái này thì mình sẽ không quay được hết đào xong đâu, bởi vì công trình nhà mình làm thì thời gian chờ nó nhiều quá. Ok, lên xe thôi, chuyến này không cải phủ nữa anh em nhé. Đây này, cái chỗ này nếu mà mình đi ngoắt quá là nó ăn vào cái bên ấy đây này, mình phải mở lái ra bên ngoài này. Khi mà trong cái quá trình đi thì nó hơi ngoằn ngoèo một tí thì rất mong anh em thông cảm nhá. Gà này, nhiều gà quá. Quả này màu đỏ luôn được này. Đấy, tiếp tục lùi vào chỗ này anh em nhá. Có xem có người không đã. Ok. Đấy, phía bên kia này lập tức có một cái xe luôn đấy. Đấy, bây giờ lùi vào đây xong là vắt sang cái bên tay phải này. Đó, đổ luôn ở trên bờ này thôi. Lúc nay mình vẫn còn cài số ben cho nên là chưa bỏ nó ra. Lát nữa thì mình sẽ ra cái chỗ này, xong rồi khi mà xong thì máy xúc nó ra, nó ủi cho một đường là ok, nó san ra mặt bằng ra là ok thôi. Đủ lại ok nhá, nó đã ra rồi. Em cập nhật thêm tình hình về cái bể phốt này anh em nhá. Vừa rồi thì mình cũng làm một chút về cái kênh máy xúc nhỏ còn vỏ trái đất ở cái đoạn, những cái đoạn chở này rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ do là mình chia nhỏ các video ra, thế như vậy là nó sẽ không quay được hết các quá trình mình làm, cho nên là mình sẽ quay từng đoạn một anh em nhá. Hiện tại thì bây giờ nó sâu khoảng 1,5 mét. Bây giờ là lấy thước đi đo nữa thôi là mới biết được. Đúng như này thì nó hơi với một chút này, nó hơi xa. Đó. Thì cái móng này đã đào xung quanh đây rồi. Đấy, đào cái mép này có cái dây này. Đang cái dây này. Đấy các bạn ạ. Cái dây này thì sẽ đào một cái móng từ trong kia ra đây. Xong rồi bên kia cũng có, và cái chỗ này thì đào về độ 7 phút thôi. Chỗ bên sườn kia không có nữa. Cái này hiện tại bây giờ chắc là sâu khoảng 1,6 rồi. 1,6-1,7 gì đó. Đất này rất là cứng thôi nhá. Đất này cực kỳ cứng luôn. Gầu như thế nhưng mà xúc có vẻ là nó lì lắm. Đấy, cái góc trong này là cái góc mà hay bị hở hàm, móc hàm ếch nhất này. Nếu mà bác nào làm quen thì không có cái hiện tượng hàm ếch. Bác nào mà không làm quen nào cứ móc vào như này là hay bị hàm ếch lắm. Ví dụ như cái chân người kia nó vào bên trong của 30 phân, nhưng ở trên ngọn nó vẫn như này, nên là nó mới gọi là hàm ếch. Có đấy, nó hay đào hang kiểu thế các bác. No chưa? No chưa? Chú ơi có thước không chú? Thước đo. Có thước để đo chiều sâu. Đây là chú đo. Để đo xem. Đây chú ấy để chú sẽ đo nhé. Bao nhiêu? 1,4 thôi.
20 phân nữa. Đây 1m4 rồi. Chú đứng ở trên cao nhìn nó chả thế. 2 phân rồi bà. Thì là xuống khoảng 1m6 là vừa anh em nhá. Đấy, về cái kích trước sau này sẽ có một cái tường ở bên này nữa, tường xây móc mép về này, còn một cái ô chỗ kia để làm một cái vệ sinh ở đây, còn cái ô trong kia thì mình nghĩ là làm cái phòng ngủ. Cái này thì mình nghĩ là mua lốp xe nữa thì sẽ còn một ít đấy, không còn nhiều. Này vẫn phải nửa xe nữa anh em ạ. Máy của em Hạnh là xích bây giờ đang trùng dần này em nhé. Cái đất ở bên hông này là chưa đào này, hôm nọ không biết nào. Hôm nọ mình thấy đất đào một lần rồi. Hôm nọ đi đâu mà nó lại có đất vào đây rồi nhỉ? Hôm nọ đi đâu mà nó lại có đất vào đây rồi? Đi làm. Có làm gì à? Hôm nọ chè đi ông Luân ông ấy đi xúc bùn ở bên này kìa. Bởi vì chú vừa cả Phú đào mà. Đấy, nhấc cả ấy lên. Cho thêm cầu hai cầu nữa để đi coi. Đó. Ok các bác nhá, đấy đầy rồi mình đi thôi. Đấy, đổi cái mũ đi. Đi xong mong này, ông sang anh lấy pha. Vâng. Đây, cái chú này là đi mình đi đổ đất cho cái chú ấy đấy. Bây giờ chú ấy xuống chỉ đâu thì mình đổ đó. Ok nhá, không có người. Sát tôi mi. Kia chú ấy đang đứng ở mép này kìa. Mình sẽ lùi vào cái vế bên này. Video này mình cũng xin kết thúc ở đây thôi. Thì không làm lâu được bởi vì là cái công trình nó dài quá. Mình chia nhỏ ra thôi. Các bác có thể sang kênh máy xúc nhỏ và bỏ trái đất xem cái đoạn kết của cái một phần công trình móng này anh em nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ đi lên để ấy thôi. Thôi, chào anh em nhá, hẹn gặp lại mọi người video sau.